Chào mừng các anh chị các bạn đã quay trở lại với series video kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp năm 2024. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, giảng viên đại học, là một chuyên gia về đào tạo, tư vấn cho các doanh nghiệp. Và để không mất thời gian của anh chị nữa thì video này là bài số 3. Tôi tiếp tục nói về chính sách bán hàng, cái việc xây dựng chính sách bán hàng. Và cụ thể cái bài 3 này là chúng ta sẽ nói về chính sách công nợ. Vâng, thế thì như tôi đã nói là cái việc xây dựng chính sách bán hàng là một cái việc rất quan trọng, bởi vì có chính sách bán hàng tốt, có chính sách bán hàng phù hợp và có những cái sự vượt trội so với thị trường thì chúng ta mới có thể bán hàng dễ dàng hoặc là tiếp cận dễ dàng trong cái bối cảnh mà chúng ta càng ngày càng khó khăn, cạnh tranh cực cao, thị trường suy giảm một cách tự nhiên. Năm 2023 thì chúng ta đã chứng kiến rồi, thị trường suy giảm hầu hết các ngành hàng, đúng không ạ? Còn nếu mà các bạn mà vẫn tăng trưởng thì nó thực sự là xin chúc mừng các bạn. Đấy, còn thực tế hầu hết mọi người đều đang gặp rất nhiều khó khăn. Rồi, thế thì để xây dựng cái chính sách công nợ thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề như sau. Đấy. Mục 1.3 trong sơ đồ cây mind map của tôi là chính sách công nợ. Đấy, thế thì 1.1 là chính sách giá bán và xây dựng bảng báo giá. Đấy. 1.2 là chúng ta đã thấy là đã nói rồi. Và bây giờ là 1.3 là xây dựng chính sách công nợ. Xây dựng chính sách công nợ. Thế thì cái chính sách công nợ ở đây là nói lên điều gì? Nói lên cái việc rằng là chúng ta sẽ có cho khách hàng nợ hay không? Có cho khách hàng nợ hay không? Và nợ thì nợ như thế nào, vân vân. Để ta nói về chính sách công nợ. Đầu tiên là đi trả lời cho câu hỏi là có nợ hay không nợ. Có những doanh nghiệp người ta sẽ cho nợ, như khả năng tài chính của họ tốt hoặc là họ đang ở giai đoạn xâm nhập thị trường. Có những doanh nghiệp họ cũng không cho nợ, thậm chí phải tiền trước, đặt cọc trước mới được. Thì cái việc đấy nó phụ thuộc vào cái thương hiệu của doanh nghiệp đó, sản phẩm và dịch vụ đó. Tôi lấy thí dụ như là trong ngành keo, đúng không ạ? Thì ví dụ như Apollo, hầu hết các đại lý và nhà phân phối trên toàn quốc là phải đặt hàng trước, chuyển tiền trước để họ lên kế hoạch họ sản xuất. Đấy. Vì thương hiệu của họ gần như thống lĩnh thị trường. Thế nhưng mà với những cái thương hiệu keo ABC, keo XYZ chưa có thương hiệu bằng hoặc là sản lượng hoặc quy mô rất là yếu, đúng không ạ? Thì bây giờ yêu cầu các đại lý, nhà phân phối hoặc là nhà phân phối độc quyền đưa tiền trước, nhập hàng, cọc trước cực kỳ khó. Hoặc là không cho nợ cực kỳ khó. Đấy. Thế thì cho nợ thì mất tiền và mất khách. Không cho nợ thì không bán được hàng. Vậy bạn phải kiên trì với cái chiến lược của bạn thôi. Đấy. Cho nợ hay không cho nợ thì đấy là phụ thuộc vào những yếu tố tôi vừa nói. Đấy. Còn nếu cho nợ thì bây giờ cho nợ bao nhiêu phần trăm hoặc là bao nhiêu tiền, cụ thể là như thế nào, ví dụ như gối đơn. Đấy. Hay là cho một cái khoản tiền là 50 triệu, 100 triệu nợ trong khoảng đó. Đấy. Thế thì cứ 30 ngày hoặc 45 ngày là phải thanh toán. Thanh toán xong lại tiếp tục nợ, lại tiếp tục nợ. Và cuối năm là phải trả hết. Thì những cái này mình phải đưa vào hợp đồng. Mình phải đưa vào chính sách. Được không ạ? Đấy. Nếu mà bán nợ thì chiết khấu phải giảm đi một chút. Bởi vì mình phải lấy cái tiền nợ nần đấy coi như là một cái chi phí tài chính. Có thể giảm 1, 2, 3% chiết khấu hoặc là giảm bớt thưởng. Đúng không ạ? Còn tiền tươi thì phải tốt hơn để cho khách hàng người ta phải phân vân. Chứ bây giờ nợ với không nợ mà chiết khấu thưởng như nhau thì thằng nào nó dại gì mà nó đi mua tiền trực tiếp, đúng không? Cái người mà mua tiền trực tiếp là họ chịu rủi ro hơn, thì họ phải xứng đáng nhận được cái chiết khấu cao hơn, cái đơn giá nhập thấp hơn, hoặc là cái phần thưởng nhiều hơn, hoặc là cái sự hỗ trợ nhiều hơn. Nhớ điều đấy. Đó. Thì rất nhiều doanh nghiệp là có cái chiến lược là không cho nợ, đúng không? Trong cái bối cảnh bây giờ kinh tế rất là khó khăn như hiện nay, nợ không đòi được, khó đòi, thì chúng ta cũng phải hết sức thận trọng. Thế rồi thì chúng ta cũng cần phải đánh giá về khách hàng trước khi có cho nợ hay không. Thí dụ bây giờ một cái nhà phân phối tôi đến, tôi nói thí dụ thôi, tôi thấy cửa hàng rất to, kho hàng vào xem thấy 5.000 mét vuông kho hàng, hàng hóa bạt ngàn, xe tải vận chuyển,
10 cái xe tải, 12 cái xe tải, 15 cái xe tải. Đấy, ông bà chủ thì nói chuyện, tiếp xúc thì thấy rằng là rất là nhiều tiền, rất là làm ăn rất là uy tín. Rồi khảo sát xung quanh bạn hàng, những người đưa những cái sản phẩm khác vào. Ví dụ như là mình bán vật liệu xây dựng, đúng không? Hay là mình bán phụ kiện, mình bán thời trang, mình đưa sản phẩm vào. Thì cũng có những cái bên khác họ đưa vào, thì mình tìm được cái đối tác, tìm được cái đơn vị bạn hàng, thì mình hỏi xem là cái nhà này như thế nào. Hoặc là mình tìm cái khách hàng, những người có liên quan, mình hỏi ôi cái nhà này uy tín lắm, cái nhà này tốt lắm, rồi vân vân, thì mình có thể cân nhắc cho nợ một cái con số nào đó trong cái chính sách của mình. Hoặc là bình thường mình không cho nợ thì mình có thể cho nợ một phần, bình thường mình cho nợ rồi thì mình cho nợ nhiều hơn. Đấy. Và các bạn cũng lưu ý là cái thương hiệu của chúng ta mới hay cũ, khả năng tài chính của chúng ta yếu hay mạnh. Nếu mà khả năng tài chính của chúng ta yếu thì không nên cho nợ, chiến lược là không nên cho nợ. Nhưng thương hiệu của chúng ta mới thì chúng ta lại nên cho nợ một chút. Bởi vì cái thằng nhà phân phối hay cái thằng đại lý hay là những cái đơn vị nhập hàng của chúng ta, họ sẽ nói thế này: bây giờ bán cái hàng của mình là hàng mới, thương hiệu mới không ai biết, giá thì cũng không phải là rẻ. Thế thì bây giờ tôi nhập hàng của anh, thế thì bây giờ làm thế nào để tôi đưa hàng vào đây? Thì tôi bắt buộc tôi phải cho tuyến dưới của tôi nợ. Tôi là nhà phân phối, tôi sẽ cho các đại lý 1, 2 của tôi nợ. Tôi giải từ Bắc vào Nam, tôi giải hàng trăm, hàng nghìn các cửa hàng. Các anh chị biết là có những cái đơn vị mà họ có hàng trăm, hàng nghìn khách hàng. Thì mỗi một cái cửa hàng đấy, một cái đại lý nhỏ đấy, một cái khách hàng nhỏ đấy, họ lấy một sản phẩm, một thùng sản phẩm hay một đơn vị sản phẩm, thì mình cũng đã phải tốn cả trăm thùng, cả nghìn thùng hàng rồi. Thế thì mỗi một thùng hàng có giá trị 1 triệu, 2 triệu đồng, thì chúng ta thấy rằng là họ cũng đang bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để họ cho khách hàng nợ. Thế thì họ cũng muốn nợ chúng ta chứ. Và logic của họ đưa ra hai cái điểm. Điểm thứ nhất là của mày khó bán, ta rất vất vả. Điểm thứ hai là ta phải cho nợ. Thế mà mày lại thu tiền tao ngay, mày lại cho tao chiết khấu thấp, mày thì họ rất là thận trọng, họ rất là khó để chốt. Đấy. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải kiên định với chính sách và mục tiêu của chúng ta nhé. Khó vẫn phải làm. Ở đây là tôi là nhà đào tạo, tôi là người có kinh nghiệm, thì tôi chỉ đưa ra vấn đề là bạn có cho nợ hay không. Còn khi cho nợ thì giải quyết như thế nào, khi không cho nợ thì giải quyết như thế nào để tối ưu cho bạn. Được chưa ạ? Rồi các bạn sẽ gặp những cái vấn đề như này, là khách hàng thì không có tiền, năn nỉ cho nợ, làm hợp đồng thì lưu ý này. Khi làm hợp đồng thì phải lưu ý là các cái vấn đề về trả hàng, thu hồi hàng, và đặc biệt là trả chậm thì phải chịu lãi suất. Nhưng mà nhớ là không được chịu lãi suất quá cao, bởi vì lãi suất quá cao là vi phạm luật. Đấy. Rồi có những cái điều khoản là được phép thu hồi hàng hóa. Đấy. Để làm gì? Để mình căn cứ vào cái đấy để mình có một cơ sở pháp lý. Thế nhưng mà cái đơn giá nó cũng phải cao cao một chút. Bây giờ đơn giá 10 triệu, 20 triệu thì nói thật là tôi vừa rồi trước Tết tôi cũng gặp một cái khách hàng, họ không có tiền, họ năn nỉ mua. Thế tôi cũng rất là cẩn thận, tôi viết hợp đồng rất chi tiết, và trong đó có điều khoản là được phép thu hồi hàng hóa. Thế nhưng hàng thì nó lại mang đi nó bán rồi. Đấy, mình biết cái điều đấy, nó mua hàng về đấy nó phải mang đi bán, nó lắp vào công trình, nó lắp vào sản phẩm. Đấy. Có một cái điều khoản là chịu lãi suất, tại lãi suất. Thế nhưng mà nó không trả. Bây giờ cái đơn hàng có chỉ độ 20, 25, 30 triệu thôi. Thế thì cái lãi suất một năm cũng được chẳng được bao nhiêu. Thế là nó cứ chây ý ra, nó không trả. Mặc dù mình giúp nó, nhưng mà nó không có tiền, nó xác định là nó khốn nạn, nó xác định là nó lừa mình, nó xác định là nó chây ý. Hợp đồng nó ký đàng hoàng, đóng dấu đàng hoàng, nhưng nó không trả. Nó bảo nó có trả không, nó bảo là sẽ trả nhưng không phải là bây giờ. Bây giờ nó chưa có tiền, nó chưa thích trả, muốn làm gì nó làm. Thế bây giờ bóc phốt nó thì cũng không đành, bởi vì số tiền nó cũng nhỏ. Đưa ra tòa thì cũng không được, số tiền nó cũng nhỏ. Vậy nhiều lúc xin lỗi các bạn là rất bực bội luôn. Cho nên cái hợp đồng này các bạn phải làm rất chắc chắn. Đấy, cộng với việc là các bạn phải xác định được đối tượng khách hàng. Đấy, xác định đối tượng khách hàng. Đấy. Có những chỗ mang đến cho người ta nợ, thế là người ta bắt đầu không bán được, người ta đem hàng đi khắp nơi. Thế cuối cùng là không thu hồi được tiền. Thế là tự mình chết, tự mình dại, muốn bán hàng mà. Đấy, cho nên là cũng hết sức cẩn thận.
Thế nhưng có những chỗ nó rất là uy tín, 10 năm, 20 năm người ta làm kinh doanh rồi, người ta đòi nợ thì lại sợ. Thì lại sợ. Tất nhiên những cái người đấy người ta vẫn có thể rơi vào những cái tình trạng nợ nần, nhưng ít nhất là cái thương hiệu của người ta không thể nào mà dễ dàng người ta mất đi cái uy tín của người ta được. Thứ hai nữa là với một cái số tiền nợ đâu đó, ví dụ như là đôi 30 triệu, 50 triệu thì không phải là vấn đề lớn, khi mà hàng hóa trong kho của họ rất nhiều, họ vẫn đang luân chuyển. Đấy. Và mình nhớ là mình phải 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 tham khảo, mình phải hỏi bạn hàng, hỏi đối tác, hỏi khách hàng, những người có liên quan đến họ, xem họ là người có phải thực sự là uy tín trong cái ngành nghề này được không. Ok nhá. Hợp đồng là rất quan trọng. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm dịch vụ thì chúng ta lại làm như này. Nếu chúng ta cung cấp dịch vụ thì hợp đồng nó sẽ phải chia tiền, đầu tiên là 30% này, xong này 30%, xong 40% này. Đấy, thì cứ kiểu kiểu như thế, hay 20%, 30% một, kiểu kiểu như thế. Và phải có cái hợp đồng rất là chắc chắn, thanh toán theo tiến độ, đạt được cái kết quả gì, như thế nào vân vân. Đấy, chính sách thanh toán, phương thức thanh toán ra làm sao. Đấy, phải quy định rất là rõ chuyển khoản này. Rồi thì được tặng thêm những cái giá trị gì, đúng không? Đấy, rồi thì nếu mà đặt cọc thì có được ưu đãi gì không? Đấy, lộ trình thanh toán như thế nào? Và đặc biệt là sau khi mà chúng ta bán thì chúng ta cũng sẽ phải chăm sóc khách hàng, duy trì và lắng nghe để mà chúng ta có cái kỹ năng và có những cái phương pháp đòi nợ. Đấy. Thế có những cái người người ta vốn lớn, người ta gan to, hoặc là mối quan hệ của người ta tốt, người ta không sợ, à mày cứ nợ đi, mày không trả tao thì sẽ có đơn vị người ta đến xử lý, có thể là công an, có thể thị trường, có thể xã hội ABC gì đấy không biết, nhưng rất nhiều người người ta tự tin về việc là cho nợ thì người ta bán hàng cũng rất là dễ dàng, hoặc là người ta tài chính người ta rất là mạnh, người ta không sợ, đúng không? Hôm trước thì tôi có nói chuyện với một anh nhà phân phối, anh ấy bán một cái sản phẩm khác, anh bảo là một cái tập đoàn rất lớn ở Việt Nam, tập đoàn tôi xin không nêu tên, để trong video không nêu tên, họ đa dạng ngành nghề từ sắt thép rồi tôn rồi đồ điện tử điện lạnh, họ làm cả sơn rồi họ làm cả những cái rất nhiều thứ vật liệu xây dựng. Thế thì họ bán mới ra một cái sản phẩm mới là lĩnh vực về sơn, sơn kim loại, sơn gỗ, sơn các loại thứ. Thế thì họ tìm được một cái nhà phân phối uy tín. Đấy, thì họ đến họ trao đổi thì nhà phân phối là không làm, nói là anh đang bán những cái hãng kia anh bán tốt rồi, anh nhu cầu của anh chỉ có thế thôi, anh cũng không muốn bán thêm nữa bởi vì nợ nần nhiều đau đầu lắm. Thì cái tâm lý đấy, cái câu trả lời đấy thì thực ra các anh em mình làm sale, anh em mình cũng biết đúng không, là nhiều người người ta có tâm lý đấy thật chứ không phải người ta từ chối đơn thuần. Đấy, thế nhưng mà chị này thì chị sau khi chị nghe xong thì chị thấy quan sát kho tàng bến bãi tốt, nhà có mấy xe đi chạy, sale có khoảng chục sale, bán những cái nhãn hiệu kia cũng rất là tốt. Đấy, thì ngay lập tức hôm sau người ta chuyển khoảng 500 triệu tiền hàng đến và đổ luôn tại tại kho, tại tại cửa hàng luôn. Thế thì anh này anh bảo là thưa anh có nhập hàng đâu mà chuyển đến. Anh bảo không thì em cứ để đây, em ký gửi anh, em nhờ anh bán hộ. Khi nào anh bán được khoảng độ 30 triệu, 50 triệu thì anh thanh toán một lần, thanh toán một lần. Đó. Thế là tự dưng là người ta vào được chân hàng, người ta vào được cái đại lý. Đấy, và cái đối tác này họ rất là uy tín, thì họ bán được 30 triệu thì họ trả 30 triệu, họ bán được 50 triệu họ trả 50 triệu. Và dần 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 thì họ vẫn phát triển, bây giờ doanh số mỗi tháng của họ cũng bán được tỷ hơn tỷ. Một năm cũng bán được khoảng độ 12 15 tỷ cho cái nhãn hàng đó. Đúng không ạ? Thì đấy là một cái câu chuyện là cho nợ hay không cho nợ. Thì nó cũng phải có rất nhiều các yếu tố. Ok. Trong cái bối cảnh càng khó khăn thì chúng ta càng phải phải tính toán hết sức kỹ lưỡng nha. Rồi, thì tôi chốt lại cái bài học này nó gồm những cái gì? Một là cho nợ hay không cho nợ thì tùy các bạn. Đấy, thứ hai là cho nợ thì chiết khấu thấp hơn một chút, không cho nợ thì tiền tươi ấy, thì chiết khấu hoặc thưởng cao hơn một chút để kích thích. Đấy. Thưởng nhiều hơn kích thích. Thế rồi thì đưa ra những cái chính sách, ví dụ như là họ sợ là không bán được thì thu hồi hàng. Thu hồi hàng không mất tiền, không tin thì ký hợp đồng để họ yên tâm họ nhập và họ tiền tươi cho mình. Đấy. Thế rồi nếu có cho nợ thì
cho nợ trong thời gian bao lâu, nợ bao nhiêu tiền, nợ bao nhiêu phần trăm, cách nợ như thế nào. Đấy. Rồi phương pháp thanh toán, rồi có thể sử dụng ngân hàng đứng ra bảo lãnh cái khoản mua hàng đó, đúng không? Đấy. Và thời buổi khó khăn như này thì nên hết sức thận trọng thu hồi cái việc bán hàng này, không nên cho nợ một cách bừa bãi, đi đòi nợ mệt lắm. Vâng. Và phải đánh giá khách hàng rất là kỹ, khuyến khích khách hàng không công nợ bằng cách tăng chiết khấu cao hơn và cho phép trả trước, đặc biệt là xây dựng thương hiệu và khả năng bán hàng. Bởi vì sao? Người ta nói là tốt nợ thì không bằng tốt chợ, kể cả cho nợ nhiều mà không bán được người ta cũng không thích. Thế cho nên là giúp họ bán được hàng, họ trôi hàng, họ đi hàng, họ có lợi nhuận thì họ có tiền trả cho mình, và họ có lợi nhuận cho họ thì họ rất thích. Tốt nợ không bằng tốt chợ. Đấy. Và nếu mà đã làm thì phải ký hợp đồng hết sức chặt chẽ, thuê đơn vị văn phòng luật sư người ta làm cho cái hợp đồng mua bán, làm sao mà nếu có nợ là mình sẽ bắt được hàng, mình sẽ đòi được, mình sẽ gây sức ép được, chứ không phải bây giờ cứ đơn thuần là nó cứ bảo không trả thì làm nào. Trước Tết tôi cũng vừa gặp trường hợp như vậy, nó bảo nó không trả. Bây giờ nếu mà nó bảo là tao ăn quỵt mày đấy thì báo công an được, nhưng mà nó bảo nó chưa có tiền, nó chưa trả, nó muốn làm gì thì làm, rất là bực bội, đúng không? Lúc mình giúp nó xong rồi nó lại quay ra nó đối xử với mình như vậy. Trong thị trường thì không tránh được những việc như thế, đúng không? Rồi. Đấy, chính phương pháp thanh toán, rồi thì chính sách thanh toán, rồi thì chính sách đặt cọc, lộ trình thanh toán, vân vân. Và đặc biệt là phải chăm sóc khách hàng để mà sau này còn đòi nợ. Mà đòi nợ thì đòi để bán tiếp hay đòi là để thôi, để từ mặt nhau, thì chúng ta cũng sẽ nói về cái kỹ năng đòi nợ sau. Ok, rồi xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều đã theo dõi video về kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp phần 1.3, đấy là chính sách công nợ. Vâng. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục có rất nhiều các cái video tiếp theo, các bạn nhớ theo dõi. Bởi vì cái sơ đồ cây này vẫn còn rất dài, rất rất nhiều nữa. Tôi sẽ mỗi buổi tối tôi sẽ quay những cái video này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Ok. Rồi xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.